Một thông tin khác nữa nó cũng khá là thú vị đó chính là Square Enix Thì Square Enix là công ty mà sở hữu những cái bản quyền cho những cái game nổi tiếng như là Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain và Thief Square Enix đã đồng ý bán lại những cái bản quyền này Cộng với lại game studio Crystal Dynamics, Eidos Montreal và Square Enix Montreal Cho công ty Embracer Group và bán với cái giá là 300 triệu đô la thì sau khi bán rồi đó thì Square Enix sẽ lấy tiền này để làm gì Thì điều thú vị đó là họ sẽ lấy 300 triệu này để mà tiếp tục đầu tư để mà làm những cái game NFT Đây là một công ty mà đã có lòng tin vào NFT game từ năm 2020 Thì bây giờ đó thì Square Enix vẫn tiếp tục giữ những bản quyền nổi tiếng như là Final Fantasy Dragon Quest, Kingdom Hearts Những cái game rất nổi tiếng luôn Và những cái IP giống như là Live Strange and Just Cause Thì các bạn cũng nên biết là Square Enix là một công ty của Nhật Bản Và từ năm 2020 đó Họ đã bắt đầu đầu tư 2 triệu đô la vào những cái game Metaverse The Sandbox họ là một trong những nhà đầu tư đầu tiên và tháng 3 mới đây đó thì Square Enix cũng đã đưa ra một cái thông báo đó là họ có thể là tạo cái game Dungeon Siege và tích hợp đó vào trong cái Metaverse The Sandbox thì nói chung các bạn thấy được là tuy là thị trường đó nó cũng đi hàng ngang thời gian gần đây nhưng mà một điều rất rõ ràng là NFT đã vẫn đang nóng và chúng ta thấy được là cái sự tiến triển của NFT game mình thì không có chết đi mà còn tiếp tục và tiếp tục phát triển nữa. Đương nhiên các bạn thấy được là sau này đó cái tương lai của NFT game sẽ khác những gì mà chúng ta biết cách đây một năm. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Cardano đi thì cũng có một cái thông tin first nhưng mà đây Cardano đây là cái thông tin được chia sẻ đó là gần đây có một số người nhận thấy được là cái số lượng cá voi trên Cardano tăng lên cụ thể hơn đó là những cá voi mà lưu trữ hơn 10 triệu đồng ADA đó đột ngột tăng lên cái số lượng tăng đó là có thêm 12 địa chỉ ví lưu trữ hơn 10 triệu đồng ADA trong vòng 2 tuần qua thôi đã có sự tăng trưởng đó chính là cái sự tăng trưởng của cái đường mà màu cam bên dưới này các bạn thấy trên màn hình đó thì đây đại diện cho cái số lượng cá voi đột ngột tăng lên trong vòng 2 tuần qua và để hiểu rõ hơn đó là cái số lượng Cá voi này đã tổng cộng lưu trữ hơn 120 triệu đồng ADA. Cái số lượng cá voi này đó là lưu trữ tổng cộng là khoảng chừng 48% của tất cả Cardano năm 2019 Sau đó đó thì cái số lượng cá voi này nó cũng đã ít đi theo thời gian Có nghĩa là càng ngày thì cái số lượng ADA này càng được bán đi và phân phối cho những cái nhà đầu tư riêng lẻ và thường và nhiều bạn Nhưng mà gần đây hơn nữa thì cái số lượng này lại tăng ngược trở lên Bây giờ đó cái số lượng Cardano được lưu trữ bởi cá voi đó là khoảng 47% của tất cả cái số đồng ADA thì điều này nghĩa là gì? Điều này đó một cách nhìn là chúng ta thấy là cá voi đang con thú với Cardano có thể tích lũy lâu dài. Một số người khác đó thì nghĩ đây là dấu hiệu pump and dump, có nghĩa là chúng ta có thể thấy được là giá của Cardano đó có thể là được pump lên sau đó đâm Tại vì đó tổng cộng có 15,86 tỷ Cardano đó được lưu trữ bởi chỉ 478 nhà đầu tư mà thôi. Tuy là tổng số lượng Cardano đó là 33,75 tỷ ADA trên thị trường hiện bây giờ nhưng mà nếu như mà có cái số lượng đâm là 10 tỷ Cardano thì giá sẽ rớt rất là nhiều Có nghĩa là một số người đó thì có cái sự suy nghĩ là giá Cardano có thể là bây giờ ở mức đã thấp hơn nhiều so với lại cây đỉnh là cách đây 8 tháng lúc đó giá của Cardano lên tới 3 đồng là 9 cent Bây giờ giá Cardano đã ở mức là khoảng chừng 80 cent mà thôi nhưng mà các bạn nên nhớ đó khi mà chúng ta zoom ra đó thì chúng ta cũng đã thấy được là Cardano cũng đã có sự tăng trưởng rất là cao rồi các bạn nên nhớ là hồi tháng 12 của năm 2020 đó lúc đó giá cơ đo này chỉ có 15 cent mà thôi. Bây giờ thì giá vẫn cao hơn mặc dù đã thấp hơn cây đỉnh rất là nhiều. Thấp hơn cái đỉnh đó là tới 74% lận. Nhưng mà về việc là có phải là Cá voi tích lũy đi đâm Cardano hay là không thì đương nhiên là không biết được Đó là một giả thuyết mà thôi, các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới Thường thì nghĩ khác hơn, thường thì nghĩ là giá của Cardano bây giờ đó đã dưới cái mức cao là 74% Thì khả năng là chúng ta hay được là Cardano gần đây đã cũng có nhiều cái thông tin tốt Và nhiều cái sự tiến triển sau khi đã có hợp đồng thông minh à, Thì chúng ta hay được là những cái tiến triển như là chúng ta thấy là Stablecoin Những đồng ổn định đó đang được tạo ra trên mạng lưới của Cardano và những cái Dex đó, ứng dụng giao dịch phi tập trung và những cái stablecoin là trọng tâm của một cái hệ sinh thái của DeFi thì cả hai đang được xây dựng trên mạng lưới của Cardano và đã bắt đầu có một số những cái dự án hoạt động rồi Cardano vẫn đang tiến tới để mà tiếp tục mở rộng mạng lưới các bạn thì được cập nhật liên tục và chúng ta có thể được những cái giao thức lending những cái giao thức liên quan đến trái phiếu à, đang được tạo ra như là LQ, Dana, AADA và chúng ta được là những cái đồng ổn định như là DJET, LQ USD và DUSD là những đồng ổn định mà đang được tạo ra trên lưới của Cardano những đồng ổn định phi tập trung dựa theo giao thức và tất cả những điều này sẽ được cập nhật trong vòng 2 tới ba tháng tới đây thì thuận ra thì nghĩ là có thể giá bây giờ là một giá mà nhiều nhà đầu tư lớn cho nó hấp dẫn với cái sự tiến triển của Cardano cho nên mới có sự tích lũy này mà thôi thuận thì không nghĩ là cái sự tích lũy này để mà đâm giá đâu cho mình nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới một đồng lớn khác đó cũng có cái sự đi xuống mạnh ngày hôm nay là đồng Chronos, đồng CIO, như đồng của sang Crypto.com đó, bạn thấy là hôm nay đi xuống 9,3% ở mức là 28 cent, thì tại sao vậy? một lý do đó lớn đó là cái ứng dụng Crypto.com đã có một cái sự thay đổi lớn về việc là thưởng cho những người mà đang lưu trữ thẻ của CEO Bản thân thường cũng đang lưu trữ thẻ của CEO Và một trong lý do tại sao mà một người lưu trữ đồng CEO đó Là để có được một cái thẻ này tùy theo là các bạn là cái thẻ của tier nào Nếu các bạn là cái thẻ của cái tier cao nhất đó Obsidian hay là cái thẻ màu đen này Thì các bạn cần phải lưu trữ 400.000 đô CO Stack cái phần trăm đó Để các bạn có thể lấy được cái thẻ màu đen này Và cái thẻ này là một cái thẻ mà các bạn có thể nạp tiền trực tiếp Từ cái danh mục Crypto.com Và các bạn sử dụng thì sẽ được thưởng nhiều cái Giống như là các bạn sẽ được hoàn lại 8% khi mà các bạn sử dụng cộng với lại các bạn có thể nhận được staking rewards à, Khi mà các bạn lấy cái số tiền 400 000 đó để mà stake Cũng như là các bạn có thể nhận được thêm staking khi mà các bạn stake những cây đồng khác ở trên mạng lưới của crypto.com để có thêm lợi nhuận nhưng mà các bạn đã thấy đó là mới sáng hôm nay đây đã có thông tin là trước và sau thì các bạn thấy được là cái phần trăm hoàn tiền lợi đó đã bị giảm xuống cái hai cái thi đầu tiên đó Ruby và Jay thì các bạn thấy được đã giảm xuống hầu như là phân nửa và cap chỉ có 50 đô hay 25 đô mỗi một tháng mà thôi và IC đó thì giảm từ 5% còn 3% và Obsidian giảm từ 8% còn 5% và bây giờ đó các bạn lưu trữ đồng CEO để có thể sử dụng một cái thẻ này để thì không nhận được thêm stake reward như là các bạn chỉ lưu trữ trong cái ví mà thôi mà không được uh, cái reward được thưởng khi mà các bạn stake thì điều này khiến cho nhiều người sẽ không có hứng thú để mà lưu trữ đồng CEO nữa đâu và thật ra mà nói đó ngay cả chúng ta thấy được là cái tier cao nhất thì có thể là nhiều người sẽ ít sử dụng hơn tại vì các bạn cần phải stake tới 400.000 đô. Nhưng mà cái tier trước đó đó là IC thì cho bạn chỉ stake không chừng là 40.000 đô mà thôi. 40.000 đô mà nhận được 5% hoàn tiền đó là một con số cũng hấp dẫn cộng với là staking reward. Nhưng mà bây giờ đó không không chỉ ra là staking reward đã bị cắt mà 5% đó giảm còn có 3% mà thôi. Và các bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều cái thẻ tín dụng bây giờ mà cho các bạn hoàn tiền lại 3% vì lý do đó thật nghĩ là nhiều người đây thì cũng khá là bất mãn đối với lại cái quyết định này của CEO cho nên chúng ta được là cuối cùng nên thì họ cũng đã bán đi một số lượng lớn đồng CEO dẫn đến giá bây giờ là xuống 9,3%. Tuy nhiên các bạn nên biết đó là Crypto com là công ty rất là lớn và công ty mà bỏ tiền ra để mà có thể đẩy nem mình để cái tên của công ty của mình vào trong cái sân vận động ở dưới Los chúng ta cũng đã từng nói tới cũng như là mướn những cái diễn viên như là Matt Damon để làm quảng cáo là một công ty mà kiếm được rất là nhiều tiền thì ngoài trừ việc là crypto.com à, các bạn có thể stake CEO để có thể lấy được cái thẻ này ra thì đồng CEO cũng là một cái đồng mà chúng ta có một cái mạng lưới riêng đó chính là đồng Chronos Chain thì chúng ta thấy được là đây là của một đồng mà cũng có cái hệ sinh thái riêng thì không biết hệ sinh thái này đó sau này sẽ phát triển như thế nào tại vì giá của đồng CEO đó sau này sẽ dựa vào cái hệ sinh thái của mạng Kronos rất là lớn luôn bây giờ đó thì tuy đã xuống 93% phần trăm nhưng mà đồng Kronos vẫn là đồng đứng hàng thứ 21 hiện tại và bây giờ bản thân thì vẫn đang lưu trữ đồng Kronos thuận thì vẫn đang nằm trong thời gian stake và trong thời gian stake đó là 6 tháng không thể lấy ra được cho nên bây giờ đó thì cái số lượng đồng chrono sẽ vẫn tiếp tục lưu trữ mà thôi tại vì bây giờ thằng muốn lấy ra cũng không có lấy ra được khoảng chừng 4 tháng sau mới lấy ra được thì lúc đó thằng mới tính tiếp một số bạn hỏi thường là tại sao lại lưu trữ đồng co lý do tại vì thuận sở hữu một cái thẻ như các bạn thấy trên màn hình và đương nhiên hôm nay là đầu tuần chúng ta sẽ DCA chung bình giá tuần này thì thuận cũng đã lấy tài liệu danh mục đầu tư thử nghiệm mà chúng ta đang cùng nhau trải nghiệm ở trên con các bạn thấy đây là cái danh mục đầu tư thì bây giờ là chúng ta thấy được là cái số lượng phần trăm lưu trữ của những đồng mà chúng ta đã trung bình giá trong vòng 4 tuần qua như các bạn thấy trên màn hình đó thì trong tuần này chúng ta sẽ trung bình giá đồng nào thì chúng ta thấy được là dựa theo cái số lượng phần trăm trong danh mục thử nghiệm mà chúng ta đang làm hiện bây giờ đó so với lại chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa trên thị trường của những đồng này đó thì cái phần trăm so sánh giữa cái cột thứ nhì và cục thứ tư này đó có sự khác nhau nếu như là màu xanh lá cây đó có nghĩa là đây là cây số dương đó thì có nghĩa là những cái đồng này cần phải được chung mình giá thêm nếu như mà là cái phần trăm số âm đó thì chúng ta đã có cái phần trăm đủ theo cái sự phân bổ vô hóa của thị trường rồi cho nên không cần phải chung mình giá thêm có nghĩa là trong cái ngày chung mình giá hôm nay đây chúng ta sẽ chú tâm vào chung mình giá bitcoin và ethereum thì chúng ta có thể thấy được là mỗi một tuần đó đây là tuần thứ năm chúng ta đã có cái chiến lược trung bình giá này rồi thì tuần này chúng ta sẽ trung bình giá chỉ hai đồng đó chính là bitcoin ethereum và mỗi một tuần đó chúng ta sẽ thử nghiệm trung bình giá một ngàn đô vào trong cái danh mục thử nghiệm này ở trên con thì đương nhiên một số bạn nói là làm gì có một ngàn đô mỗi tháng hay là mỗi tuần để mà trung bình giá thực ra đó đây là một con số thuận nêu ra để cho nó dễ tính mà thôi các bạn có thể thực hiện với bất cứ một cái số tiền nào 50 đô, 100 đô mỗi tuần đều được hết. Chỉ là thuận lợi cho 1.000 đô cho nó dễ mà thôi. Và đương nhiên trung bình giá là chiến lược dài hạn. Các bạn sẽ không có biết được kết quả bây giờ đâu. Chúng ta muốn biết kết quả đó là phải đợi thêm khoảng chừng 1-2 năm sau đó. Thời gian dài thì chiến lược này các bạn có thể thấy được kết quả thật sự là như thế nào. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin liên quan đến trung bình giá rất là thú vị được chia sẻ bởi Crypto Casey ở cuối cái video này. Nhưng mà trước hết á chúng ta hãy trung mình giá vào Bitcoin và Ethereum đi thì mẫu hợp đồng chúng ta sẽ chung mình giá là 500 đô có nghĩa là chúng ta sẽ thu mua khoảng chừng 500 đô đó là 0,013 Bitcoin sau đó là chúng ta sẽ thu mua 500 đô Ethereum có nghĩa là khoảng chừng 0.175 Ethereum thì các bạn thấy là chúng ta coi như đã chung mình giá xong tuần này thì trong năm tuần chúng ta chung mình giá đó đó là thời điểm giá cả không có tốt nhưng mà cho đến bây giờ đó thì tổng số tiền chúng ta trung bình giá đó là khoảng chừng 5.000 đô bây giờ chúng ta còn khoảng chừng là 4.586 dựa theo cái dữ liệu mới nhất của ngày hôm nay có nghĩa là cái danh mục này hiện bây giờ là đang âm 8P21%. đương nhiên đây là chỉ mới tuần thứ năm mà thôi trung bình giá không có lẽ như vậy đâu nhưng mà để các bạn thấy được cái sự ảnh hưởng của trung bình giá đó thì thuận có một cái video rất là thú vị mà thường đã xem hồi nãy đó đó chính là video chia sẻ bởi một cái youtuber có tên là crypto casey thì crypto casey đã đưa ra một cái ví dụ cũng rất đơn giản để các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng à, của trung bình giá cho dù là thị trường tăng hay thị trường giảm đó các bạn vẫn có thể là có được kết quả tốt nếu như các bạn thực hiện chiến lược này dài hạn đương nhiên đây là một chiến lược mà cần các bạn phải có một nguồn thu nhập ổn định để có thể tiếp tục cái chiến lược này dài hạn nhưng mà crypto casey đã đưa ra một cái thử nghiệm đó chính là chúng ta thấy được là nói tới cái mùa đông crypto đó là chúng ta có thể nói là bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 và có thể nói là kết thúc vào tháng 9 năm 2020 trước khi mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của BTC đó thì trong thời gian đó đó nếu như mà các bạn trung bình giá mỗi ngày là 10 đô có nghĩa là một tháng các bạn trung bình giá là 300 đô từ tháng 1 năm 2018 tới tháng 9 năm 2020 đó là thời kỳ bear market thời kỳ mùa đông crypto thời điểm đó thì chúng ta thấy được là tổng cộng đó là các bạn sẽ trung bình giá là 10.040 đô 10 đô mỗi một ngày cho đến cái thời điểm bây giờ đó các bạn sẽ có là 1,42 đồng BTC có nghĩa là với giá hiện tại đó là khoảng chừng 55.000 đô mà các bạn vốn các bạn bỏ vào đó là chỉ có khoảng chừng 10.000 đô mà thôi nghĩa là các bạn đã lời 44.981 đô có nghĩa là các bạn trung bình giá trong thời điểm mùa đông crypto năm 2018 cho đến năm 2020 đó Các bạn lời tới 448% tính theo giá hiện tại Đó là các bạn trung bình giá trong cái mùa bear market mà thôi Đó là cái mùa mà các bạn sẽ có nhiều lợi nhuận nhất khi mà thực hiện chiến lược trung bình giá Vì bảo thường là trung bình giá lỡ như mà chúng ta vào downtrend thì sao Thật ra trung bình giá trong mùa downtrend là cái thời điểm tốt nhất Ngược lại chúng ta có thể thấy được là Bitcoin đó coi như đi hàng ngang có thể hiểu là từ tháng 10 của năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta được là cũng lập hai cái đỉnh nhưng mà sau đó lại đi ngược trở xuống bây giờ giá BTC là khoảng chừng 38.000 đô thì từ tháng 10 năm 2020 cho đến thời điểm tháng 4 năm 2022 đó có lên có xuống các bạn được là trong hai năm nay thì có lên có xuống nhưng mà nếu như các bạn tiếp tục trung bình giá ra cùng chiến lược là 10 đô mỗi một ngày trong thời điểm đó thì tổng cộng số tiền các bạn Dùng để trung bình giá đó là 5.730. Có nghĩa là trong thời gian đó các bạn đã thu mua được 0.1676 BTC. Dựa theo giá hiện tại đó là tổng cộng là 6.478. Có nghĩa là các bạn vẫn lời 748 đô. Có nghĩa là tăng 13%. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là chúng ta thấy được là ngay cả trong thời điểm là từ tháng 10 năm 2020 cho tới bây giờ đó Giá cả dao động lên xuống Nhưng mà các bạn thực hiện chiến lược trung bình giá đó vẫn cho các bạn một cái phần lợi nhuận Tuy là lợi nhuận không có cao tại vì các bạn thấy được giá đó sau khi lên đã đi ngược trở xuống như là cái mức hiện bây giờ Nhưng mà ngay cái mức bây giờ vẫn cho các bạn cái phần trăm lợi nhuận là 13% chứ không phải là cái phần trăm lỗ cho nên đó, dài hạn các bạn thì được là nếu như mà chúng ta tiếp tục theo dõi cái danh mục đầu tư mà thông với các bạn cùng nhau tạo ở trên con gác cầu đó thì thuần có lòng tin là trong thời gian 2 năm cho dù thị trường lên xuống như thế nào các bạn cũng sẽ thấy được cái sự lợi hại của cái chiến lược này là ra sao các bạn đã thấy rõ ràng là năm tuần qua nhiều đồng đi xuống rất là cao luôn nhưng mà chúng ta được là cái phần trăm của danh mục này đó là chỉ có âm 8V21 mà thôi dài hạn hơn đó cái số phần trăm nó còn sẽ hạn chế hơn nữa khi mà chúng ta có một cái thời gian dài trung bình giá và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi biết là cái video này nó cũng khá là dài và hôm nay đó thật ra thì cũng khá là tối rồi Bây giờ là 10 giờ 20 phút tối thì hôm nay thôi nói chuyện thì cũng cảm thấy là không có được suôn sẻ lắm Chắc có thể là tại vì đã làm tới tối quá Nhưng mà hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và một lần nữa đó thùng muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông liên của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn binance các bạn có thể được giảm tới 20 phí giao dịch hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NFX, sàn SNX và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hành nói đến. Và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.